thô. Có xe ai lăn người thô. Quay. Chưa 11 giờ mà. Xe ngoài. Không, cái găm lách nó thô qua đây á. Nhưng mà mình đang tính nói là đang xe đấu kéo ở đây này phải cho mình cái xe đấu kéo về phải không? Không có thô xe bên bắc bên kia nhưng mà mình phải kéo qua đây. Tụi nó khô lắm, nó hàng người nó kéo qua thì nó móc rồi nó mới kéo đi. Nhưng mà mình á là đến 11 giờ. Thôi mình ok không sao hết. Không 11 giờ. Cái đường này dễ hơn nè, cái đường kia nó khó. Cái khu nó kéo qua bên này, xong nó móc vô nó mới kéo đi. Để cho người ta biết. Cái gì đó? Cô bàn. Nếu mà xe chưa bị thô vô hát tiếp. Chưa bị kéo đi. Tết này